Xin chào quý anh chị và các bạn, em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Thì hôm nay anh giới thiệu tới quý anh chị chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng tiêu chuẩn, giá niêm yết sẽ là 1.030.000 nhé quý anh chị. Để biết thêm về chương trình khuyến mãi của dòng xe Hyundai Santa Fe 2022 thì quý anh chị cứ liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385 818. Thì dòng xe Hyundai có sẵn một số màu giao ngay trong tháng 3 2022. Thì quý anh chị chi tiết về xe cứ liên hệ em theo số điện thoại em để phía dưới nhé, 0962 385 818. Về chiếc Santa Fe 2022 phiên bản máy xăng tiêu chuẩn thì chúng ta vẫn được trang bị cụm đèn LED ban ngày chạy dọc ở đây, giống như sư tử nha quý anh chị ha. Cụm đèn pha là dạng bi LED giúp chúng ta chiếu sáng rất là tốt khi mà chúng ta đi vào đường tối nha quý anh chị. Này là bằng bi là LED. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có các hốc gió này để tăng khí động học cho chiếc xe. Và phía trước thì chúng ta vẫn được trang bị cảm biến trước và mặt ga lăng. Thì so với phiên bản mà full option á, thì phiên bản ga lăng này chúng ta sẽ được trang bị sơn nhám thôi nhé, nhựa đen nhám thôi. Còn phiên bản full option bản cao cấp thì chúng ta được mạ chrome nhé. Đó. Rồi, trái tim của động cơ chiếc xe này được trang bị động cơ Smart Trim 2.5 bầu số tự động 6 cấp nhé. Thì chi tiết về mã lực cũng như về mong manh xoắn thì em để ở phía trên của màn hình. Santa Fe phiên bản máy xăng tiêu chuẩn thì so với phiên bản cao cấp thì về kích thước chiều dài thì nó không thay đổi nha quý anh chị. Thì về kích thước thì chiều dài tổng thể thì em sẽ để phần ở dưới cho quý anh chị tham khảo về kích thước tổng thể của chiếc xe này nha. Rồi, chúng ta sẽ vào về phần la răng. La răng của chiếc xe này thì chúng ta sẽ được trang bị la răng 18 inch và mâm sẽ là mâm hợp kim nhôm đa chấu nha. Lốp chúng ta sẽ được trang bị lốp của Solu của Kumho nha quý anh chị, là một dòng lốp tương đối là tốt cho dòng xe, giúp chúng ta vận hành cực kỳ êm ái ở mọi cung đường nha. Gương chiếu hậu của chiếc xe này thì chúng ta sẽ được trang bị gương chiếu hậu là chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn bảo rẽ nha. Tay nắm cửa của chiếc xe này thì chúng ta vẫn được trang bị là tay nắm cửa là có nút bấm thông minh, mở cửa và khóa cửa thông minh ở trên xe nha quý anh chị. Và sẽ được sơn là sơn hai màu, nhìn rất là sang trọng và rất là tiện nghi luôn. Đó. Thì về chân kiếng của chiếc Santa Fe này thì chúng ta vẫn được trang bị về chân kiếng mạ chrome ở phía trên và phía dưới luôn nha. Đó. Rồi, thì về nắp mở nắp bằng xăng thì chiếc xe Santa Fe này thì chúng ta vẫn được mở nắp bằng xăng, thì là bản tự động ha. Khi mà mở cửa của chúng ta thì chúng ta sẽ mở nắp bằng xăng được, mà còn khi chúng ta khóa thì chúng ta là nắp bình xăng của chúng ta cũng khóa luôn nha. Rồi, chúng ta về phần đuôi xe. Đuôi xe của chiếc Santa Fe phiên bản máy xăng tiêu chuẩn này thì chúng ta vẫn được trang bị hệ thống đèn hậu dạng LED, có đèn báo phanh trên cao, rồi anten dạng vây cá. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có trung tâm là logo Hyundai và có camera lùi và cảm biến lùi luôn. Quý anh chị thấy không? Đó. Cốp của chiếc xe này thì chúng ta vẫn được trang bị là cốp mở điện. Đó. Chúng ta sẽ có chỉnh điện, chỉnh độ cao của cốp này được luôn. Và cốp thì chúng ta sẽ có tính năng là chống kẹt luôn. Nhìn rất là cao cấp. Chúng ta thấy hệ thống cốp là chỉnh điện. Ở dưới này thì không gian cốp, khi mà chúng ta gặp hai hàng ghế, ba hàng ghế luôn, thì chúng ta có một không gian cốp cũng tương đối là vừa phải, giúp chúng ta có thể là để một số vật dụng cá nhân vừa đủ ở đây. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có bộ đồ nghề theo xe, như là tấm rèm, cốp, rồi là cũng như là bộ đồ nghề để chúng ta thay thế mâm nắp dự phòng ha. Rồi khi mà chúng ta gặp hàng ghế thứ ba, chúng ta sẽ có một không gian cốp rất là rộng để chúng ta để hành lý cũng như để một số vật dụng để khi mà chúng ta có những chuyến đi xa. Rồi ở phía sau này thì chúng ta sẽ có cửa gió cho hàng ghế phía sau ở đây nhé. Và bên phải này thì chúng ta sẽ có nút để chúng ta điều chỉnh này và có cống sạc ở đây luôn. Rất là tiện nghi. Ở mọi chiếc Santa Fe này, ở mọi vị trí thì chúng ta đều có
tất cả các cổng sạc để phù hợp cho người sử dụng luôn nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có cổng tàu thuốc 12V 180W ha, giúp chúng ta có thể sử dụng như bơm lốp. Ở đây thì chúng ta sẽ có là gập bằng nút bấm ở đây. Đó. Rồi khi chúng ta gập ba hàng ghế luôn thì chúng ta sẽ có một không gian cực kỳ rộng, đặc biệt chúng ta sẽ để một số cái nệm hơi ở đây để chúng ta có thể là di chuyển ở đường dài cho các bé luôn. Rất là hay nha quý anh chị. Về phần nội thất của chiếc xe này, chúng ta cũng được trang bị nội thất màu đỏ kết hợp với màu đen. Một không gian nội thất cực kỳ tiện nghi. Về tay nắm cửa, chúng ta sẽ có tay nắm cửa, chúng ta được bọc da, có các chỉ khâu, các quý anh chị thấy á, rất là tỉ mỉ và chi tiết luôn. Với hệ thống loa Harman Kardon cực kỳ hay. Ở đây thì chúng ta sẽ có các nút bấm mở cửa lên xuống kiếng và khóa cửa và mở cửa ở đây ha, gập gương. Phía dưới tay nắm này thì chúng ta sẽ có các nút như là mở cốp này, rồi nút đèn tự động này, rồi ghế chỉnh điện nha quý anh chị. Rồi hệ thống phanh tay điện tử auto hold, phanh tay điện tử có chức năng auto hold. Vô lăng chúng ta sẽ có vô lăng tích hợp các nút bấm như là nghe rọi điện thoại đánh tay, rồi lấy chuyển số trên vô lăng và hệ thống gạt mưa tự động như quý anh chị thấy đây ha. Màn hình chúng ta sẽ có màn hình là IPS là 10.25 inch kết hợp với tính năng Apple CarPlay và Android Auto. Về phía cần số thì chúng ta sẽ có các cần số về bằng điện tử ha. Thì một trong những phân khúc mà bản tiêu chuẩn chúng ta vẫn được trang bị là cần số dạng điện tử. Với dòng xe bản tiêu chuẩn thì chúng ta chỉ có cần gạt thôi và chúng ta cũng không có phanh tay điện tử nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có các nút về chúng ta chỉnh điều hòa ha. Đó, để tăng gió, giảm gió. Xe của chúng ta sẽ được trang bị là 4 chế độ lái là Comfort, Eco, Sport và Smart nha. Điều hòa thì chúng ta vẫn có chìa khóa thông minh có tính năng là để nổ từ xa và lên xuống kiếng. Ở đây thì chúng ta sẽ có cổng sạc không dây theo tiêu chuẩn QI luôn nha. Và hàng ghế thứ hai thì chúng ta thấy ha, thì chúng ta sẽ có một hàng ghế thứ hai tương đối là rộng và sẽ có cửa gió hàng ghế sau, rồi là có cổng sạc nhanh. Đây là không gian phía trước của chiếc Hyundai Santa Fe và máy xăng tiêu chuẩn như quý anh chị ha. Chúng ta có một không gian rất là đẹp, chỉ có một tỷ 030 thôi chúng ta đã sở hữu chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng đặc biệt với rất là nhiều tiện nghi và trang bị. Còn cảm ơn các quý anh chị đã xem video của em ha. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Em đã giới thiệu sơ qua về chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng tiêu chuẩn màu đen. Để biết thêm về chi tiết về chương trình khuyến mãi của dòng xe này thì quý anh chị cứ liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385818. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Xin chào quý anh chị ở những video sau ạ.